Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. 360 Boutique, không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ. Không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer. 360 tung tiếp sản phẩm áo polo để anh em dễ mix với quần âu. Nhập mã 360BTRP, giảm ngay cho anh em thêm 20k. Chỉ còn 179k cho một chiếc áo polo chất cực xịn cực mịn, polo 5 màu, đang bán chạy tại tất cả các mặt trận của 360. Chất liệu vải PK cá sấu làm cho chiếc áo này mát lạnh lạ thường, cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng nực. Đương nhiên áo không nhăn kể cả khi anh em vứt vào máy giặt quay 1000 vòng. Của áo dệt họa tiết bắt mắt, chỉn chu, lịch sự mà vẫn trẻ trung. Nhận hàng không đẹp, anh em cứ cho quay đầu hàng 180 độ. Áp mã ngay hôm nay để sở hữu chiếc áo quốc dân này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật, nơi mà chúng tôi review phim thật. Và lại là tôi và em Nghĩa. Chào bạn. Hôm nay buộc tóc quá thứ trông ràng quá nhỉ. Hôm trước cũng buộc à? Nhưng hôm nay tóc tai có vẻ ràng hơn. Thì chuyện là chúng tôi vừa đi xem Ma Ra về, vừa ra khỏi rạp khoảng vừa ra khỏi rạp 30 phút trước. Thì về hôm nay phải quay luôn trái với kịch bản thì cho nó hay. Tại vì phim này xem xong cảm xúc quá. Cảm xúc quá. Cảm xúc quá đúng không? Rồi quay luôn. Là khi nghe cái bài hát cuối tí khóc. Có phải quay luôn thôi. Thì hôm nay bọn tôi đã xem hai phim. Mà Alien và Ma Ra. Phải nói là cảm xúc là khá là tệ. Đấy, cho mày nói câu đấy. Anh vui vẻ, anh cho tôi xem Alien trước, xong rồi mới cho tôi xem Ma Ra. Thì tôi vừa cảm nhận là tôi vừa ăn một bát cơm trước, xong rồi lại đi ăn một bát. Thì đấy, tôi vừa ăn cơm, được ăn cơm, xong rồi anh ấy lại cho ăn luôn một cái bát đấy tiếp theo thì đúng là khó xử với tôi quá. Ok. Bây giờ mình sẽ nói về Ma Ra trước đi. Và đây gọi là phải clear lại cho các bạn một xíu là Đất Rừng Phương Nam không phải tôi và em Nghĩa làm. Chúng tôi chưa bao giờ khen cái kiểu nâng binh như thế. Đây nên là hôm nay sẽ thực sự là The Reviewer. Thực ra bọn tôi vừa đi xem xong thật. Bọn tôi vừa xem xong, cháo kịch bản gì. Bình thường mọi người thấy tôi ngó nghiêng đọc kịch bản, tôi chẳng đọc cái gì. Ok thôi, freestyle luôn. Ma Ra nhá. Thì cảm nhận trước đi. Xem xong thấy nào? Cũng có một vài đoạn là cũng kiểu cũng hơi che mặt một tí. Tao cũng có che tại mặt. Tại vì cũng nhìn cũng kinh kinh. Nhìn cũng kinh. Nhạc cũng to ầm ầm. Ừ, đúng. Phải bịt tai một tí. Đúng. Tại vì nghĩa là em bảo em sợ thì em không sợ. Nhưng mà em rất dễ giật mình. Thì là có sợ gì nữa. Giật mình là sợ à? Thì nó... Đấy, nó vừa đi vào mắt tao hơi sợ. Đúng không? Mày có thấy... Sao mày lại xuất hiện như thế được kia? Mẹ sợ. Thì đấy cũng là gọi là... Cũng sợ. Cũng hơi cũng sợ. Phải nhưng... có sợ. Ngoài những cái đấy ra thì thôi. Nghĩa là nó làm tốt trong việc là mình giật mình, đúng không? Và thế à? Và thế là hết. Xong rồi là... Ừ đấy, cảm nhận của anh xem xong là có rất mình nhưng mà hơi bực. Đúng không? Đúng là bực. Mình có cảm giác mình hơi bị ngu đi một tí. Ơ, không nói thế được. Vì sao? Phim toàn những con người lớn người ta làm ra để mình bảo xem bị ngu thì không được. Không, nghĩa là người ta không phải là người ta ngu mà là người ta làm mình bị ngu đi. Người ta khiến mình cảm thấy mình ngu. Ừ, người ta đúng rồi, người ta làm tôi thấy tôi ngu. Đúng. Bây giờ tôi vừa vui vẻ vừa ngu. Còn tôi vừa giật mình vừa ngu nha. Ok. Nói qua về nội dung phim Ma Ra đi, là một phim về cái bà này, bà ấy làm nghề vớt xác đúng không? Đúng rồi. Việt Hương đóng, bà Tiền Lệ là về vớt xác, nghĩa là kiểu ở vùng sông nước miền Tây thì người ta hay làm nghề sông nước nhiều thì sẽ có nhiều người chết đuối và sẽ có nghề chuyên đi vớt xác về. Sau một thời gian thì có con Ma Ra xuất hiện và nó bắt đầu kéo chân mọi người. Xong rồi tự dưng nó để lại một con búp bê trôi trôi ở đấy. Xong tự dưng con gái của bà Lệ kia mới nhặt được lên. Thế là con ma đấy kiểu lần theo cái đứa con gái đấy, nó cứ trêu đứa con gái. Cái con Ma Ra nó có một cái luật là ai trêu nó hoặc là ai phạm gì với nó thì nó mới bắt đi, hoặc là ai trùng tên tuổi với nó thì nó bắt đi, không phải tên là trùng tuổi đâu. Đoạn đấy nghe lạ đi. Đoạn đấy mày ngủ á? Em ngủ à? Mày có ngủ một đoạn, các bạn thằng Nghĩa nó ngủ một đoạn tầm ngủ. 30 phút. Tôi có ngủ phim đấy. Thực sự là buồn ngủ mà các bạn. thì đấy là đoạn mà người ta kể câu chuyện đấy. Đúng rồi. Về sau đứa con gái của bà Lệ kia bị bắt đi. Xong mình bà... cứ spoil hết ra gì à? Bà đi tìm đứa con gái. Chắc chuyện... mọi người, một là mọi người đã xem hết rồi, hai là mọi người không xem rồi đúng không? Ừ, thì chuyện nó thế mà, không chuyện thế mà đúng không? Tôi nói hết thế đi, nói hết đi. Mà nha, thậm chí là cái mạch chuyện đấy phải đến tầm một nửa phim thì mình biết là nó là cái chuyện đấy. Thôi được rồi, chúng ta cứ biết là có một bà tên là Lệ, bà là vớt xác, bà có con gái bà bị bắt. Bị Ma Ra bắt. Ừ, đúng. Hết. Dừng lại một tí nhé. Đố biết. Không láo nhá. Không láo. So Win Hoàng Sơn đi. Mà ấy đóng cái phim đấy.
Thế chắc bạn biết rồi đúng không? Là sao? Nó là vài lần kéo chân ấy. Maza kéo chân ấy. Còn Maza nó kéo chân đấy các bạn. Một mình anh ấy cười thôi nhá, tôi không cười đâu. Thì em thấy là cái nội dung này ấy. Ê, nhưng mà tiếp nhá. Con Maza mà nó cười ấy. Nó gọi là gì? Anh nói đi. Anh nói đi. Nó gọi là Maza. Mahaza ấy, con tiếng trong liên minh ấy. Mazaha chứ. Mazaha hay Mahaza? Mazaha. Ừ thì Mazaha, nó cũng là thế. Thì bây giờ chúng ta quay lại với nội dung của Maza. Thì em cũng không thể nói được cái nội dung của phim này là tệ hay tốt được. Thì em về có khi mày là... Nó... Mày có nói được mà. Không, có khi nó liên quan đến một cái câu chuyện địa phương gì đấy. Một cái truyền thuyết gì đấy đúng. Về Maza. Phải nói thật là trước khi đi xem phim này này em không biết Maza là gì. Nên là khi mà được cái tin là sẽ đi xem phim này thì em mới bắt đầu tìm hiểu Maza là gì. Em lên mạng search thì nó ra một đống ô tô. Ừ, nếu mà tao bảo bố tao là bố hay bố đi xem Maza với con không thì chắc là bố tao sẽ tưởng là nó sẽ ra một đống ô tô. Tao sẽ dẫn bố tao lên Văn Lương ấy. Tôi đùa thế thôi, thì các bạn tôi search Maza thì tôi biết đấy là một con ma vùng sông nước của người dân miền Tây là nhiều. Có cái câu Maza kéo giò ấy đúng không? Ừ, thì đấy. Khi em không biết là nó có liên quan gì đến nhiều nhà làm phim có áp dụng nhiều cái truyền thuyết về con Maza đấy vào phim hay không. Chắc là có thì em không thể đánh giá được cái đấy cách chính xác. Mày ngủ suốt mà lúc tao xem ấy thì có nghĩa là họ có mấy đoạn kiểu thắp hương này rồi là khi mà mỗi lần bớt được cái xác của ai xong ấy thì bà ấy sẽ phải đi cuốn khăn tang nhé. Thôi được rồi, cuốn khăn tang lại cây rồi là thắp hương các thứ cũng có, nghĩa là anh có cảm nhận được là được. Cái sự mang cái này có lời khen cho việc là khai thác chủ đề. Thì ý em ở đây là vì em ngủ em sẽ không đánh giá về cứ nói không đánh giá về cái mặt đấy. Bởi vì chẳng may em nói gì mạo phạm thì cũng tệ. Đúng không, thì em sẽ nói đến khía cạnh khác. Khía cạnh khác những thứ mà mình thấy trực tiếp luôn. Để bây giờ từ mình đang nói nội dung đúng không? Thế thì nội dung xong rồi. Nội dung nhận ok, nội dung xong rồi. Bởi vì nhận xét về nội dung đi, mình phải nhận xét về nội dung. Em ngủ em không nhận xét, anh nhận xét thì tao nhận xét nhá. Cái phim này nó giữ anh xem tiếp vì là nó cứ thỉnh thoảng nó dọa phát ấy thì mình đã xem tiếp thôi, và mình đang tỉnh ngủ thì mình cứ xem tiếp thôi. Không phải liên quan đến nội dung đâu. Nó là nội dung mà. Đấy, nội dung của phim nó là như thế. Nội dung của phim là hù dọa. Ừ, nó kiểu hù dọa dọa xong rồi là cứ thỉnh thoảng lại có cảnh jump scare. Thế thì em nghĩ nó phải theo cái hướng tâm linh hơn cơ. Nó phải khiến người ta đi vào tâm lý ấy, chứ nó không phải là đi vào kiểu ngay lập tức. Ừ. Nó phải về nhà mình nghĩ ấy, xong rồi mình đi. Tí nữa em về là em phải đi qua Hồ Linh Đàm. Ôi đi qua đấy cảm giác quả chắc chắn là có rất nhiều Mazda. Mazda thì trên đường thì Linh Đàm thì nhiều, nhưng mà Maza ở Hồ Linh Đàm thì khá kinh đấy. Thì đấy, nó phải khiến em mà kiểu đi ra thằng hồ, đi sang cái hồ cái sông gì đấy mà Bích dám lại gần đấy. Đấy muộn ám ảnh tâm lý chứ, mọi người bảo là hù một phát xong rồi bảo trong rạp thì hú lên một phát ra khỏi rạp chả còn gì nữa thì nó không phải gọi là sợ ấy. Thế nó không hú mà cái cảm giác dọa trong cái cảm giác dọa ma trong phim này thì anh cảm giác là nhà làm phim là người lớn ấy, thì họ làm cái dọa ma theo kiểu dọa người lớn ấy. Như mình thì mình xem mấy phim kinh dị quen rồi, nhiều rồi, mình quen với máu me các thứ rồi ấy, thì là mình sẽ thấy cái đấy không nặng đô lắm. Nhưng mà có thể là cái phương pháp họ áp dụng dọa là dọa cái này, họ xem thì họ thấy sợ ấy. Nhưng mà với khán giả như mình thì mình sẽ không thấy sợ ấy. Họ dọa những người tâm lý yếu. Không phải tâm lý yếu mà người ta không quen tiêu thụ những cái nội dung như thế này ấy. Thì các chị em phụ nữ. Hoặc là ví dụ như bố tao xem chẳng hạn ấy, thì bố tao sẽ kiểu bố tao không xem mấy phim kinh dị nhiều ấy. Em cũng không rõ mọi người sợ không nhá, nhưng cái em thì em không sợ. Em giật mình. Nghĩa là anh thấy bực mình ấy, anh thấy bực mình nhiều hơn là sợ, tại vì là họ cố tình tăng cái âm thanh to lên làm cho nó kiểu giật mình ấy. Thì đấy cũng là cách cơ bản của jump scare. Ừ đấy, nó chỉ là jump scare hoàn toàn mà jump scare rất dễ đoán ấy. Nhưng mà đúng là họ jump scare kiểu thông báo ấy. Ừ, họ đấy. Kiểu ui. Thậm chí là không thế. Có cái cảnh mà có một cái cảnh cái đoạn mà con bé cầm búp bê xong rồi nó nhìn vào nhà vệ sinh ấy, xong rồi có con ma đấy, xong rồi có thằng cu ra hỏi là đâu ma đâu, có thấy ma đâu, thì lại đáng nhẽ đoạn đấy nhá phải lia máy quay ra cái chỗ con ma đấy luôn chẳng hạn, xong rồi từ âm thanh nó tít đi phát không có gì thì nó mới sợ. Đây cái âm thanh đây cái đoạn edit họ còn lần nữa đấy một lúc nữa rồi họ mới chuyển sang lại con ma đấy, kiểu nó bị tụt cảm xúc cực. Để em giải thích. Meta thời nay là làm phim 2 tiếng. Họ phải làm thế thì phim mới kéo dài được 2 tiếng anh ạ. Chứ không không thì lấy đâu ra. Tôi là một người không biết làm phim, nhưng mà tôi không biết tại sao là mọi người cứ phải làm những kiểu jump scare
liên tục như thế, mà liên tục là kiểu ù ùi, nên là nó sẽ thông báo trước cho bạn là chuẩn bị là đoạn này là giật mình thế này, nó sẽ đoạn nhạc sẽ bắt đầu từ nhỏ lên to ùi, và nó ùi một phát là một mặt con ma xuất hiện, thì nó như tôi đã nói là nó giật mình. Nó giật mình. Nó sẽ hơi kiểu với anh, nó sẽ hơi kiểu gây khó chịu nhiều hơn là gây sợ nhé. Nên là mình bị bắt phải sợ ấy, nên là mình sẽ hơi khó chịu, như kiểu là mình bị bắt phải cười ấy. Nên là nó sẽ hơi bị khó chịu và nó không tự nhiên, hơi gượng. Anh nghĩ là cái phim này cũng với anh xem thì thấy, vì trước đấy nhá, mình vừa xem Alien xong nhá, xong mình xem cái phim này ấy, thì cái phim này anh thấy edit hơi vụng. Có đấy, khá là vụng trong edit. Đấy, như ví dụ như cái nó hơi cắt linh tinh, nó cắt ngắn lắm ấy. Mà nó cắt kiểu cắt phục ấy. Mà nhá, có một cảnh là cái con bé nó ngồi trải đắp cho búp bê, có búp bê là búp bê ma ấy, thì đang trải nhá, xong nó chỉ nói một hai câu thôi, chả sợ gì cả. Xong tự dưng đến đoạn cuối đoạn trải đắp đấy, tự dưng slow motion lại phát, xong chuyển cảnh luôn, chả hiểu đoạn đấy để làm gì. Nghe nó chả liên quan gì, có thể là họ muốn truyền tải là con bé này nó có một cái sự kết nối với con búp bê đấy, để sau này, tại vì con búp bê đấy là con của con ma ra ấy, đúng rồi, thì sau này con ấy sẽ đổi chỗ cho con bé đấy chẳng hạn. Đúng. Nhưng mà kiểu nó cứ bị vụng, xong nó chả, nghĩa là về mình thực sự mình ngồi nghĩ lại thì mình mới hiểu ra, nhưng mà nó cũng bị rất vụng về. Xong rồi có thêm mấy cảnh slow motion nữa cơ, kiểu Zack Snyder. Zack Snyder làm tốt hơn, anh đừng nói thế. Nhưng mà ngoài cái edit vụng ra thì nó còn quả kỹ xảo hơi mau fuck. Em phải nói là sao nhỉ? Nghĩa là cái cảnh mà thầy trừ tà do bác Thành Lộc đóng ấy, thì đấy, cái cảnh đấy, cái miếng bùa nó cứ nhấp nháy. Em cảm giác là một cái thằng cu học cấp 2 mà mới tập tành cắp cắt được tầm 3 ngày thôi, nó cũng thể edit được như thế. Cái đó đấy họ kiểu bật tắt layer ấy. Bật tắt layer. Thực sự là cắp cắt có thể làm tốt hơn. Sau rồi nhá, cái đoạn mà con ma đánh nhau ấy, rồi là kể cả ông thông thầy bói, ông ấy làm kiểu truyền năng lượng ấy, cứ phải cho cái sóng âm năng lượng. Cái sóng âm, tại sao nhỉ? Thì bây giờ nhá, bạn xem phim Marvel, xem phim X-Men ấy, những cái người mà có thể điều khiển, chẳng hạn như Magneto đi, ông điều khiển từ trường. Ông ấy có cần cái sóng âm gì kiểu giữa tay ông ấy với cái đồ vật đâu, đúng không? Đúng. Mà trông nó vẫn thật. Thế thì cứ thêm cái quả sóng âm vào làm gì nhỉ? Này, cái này là do họ không biết, hay là họ cố tình đánh vào tiệp một khán giả và họ nghĩ là cái tiệp khán giả sẽ thích cái kiểu đấy nhỉ? Em không biết, với cái doanh thu 50 tỷ thì họ có khi họ đã thành công rồi. Họ thành công đánh vào một tiệp khán giả nào đấy ở Việt Nam, em không biết, chắc chắn là không phải anh em mình. Nhưng hôm nay chúng tôi đi xem thì cả rạp có 8 người đúng không? 8 người. Mà cái rạp đấy cũng rộng vết, phải rạp rộng vết. Bọn tôi xem CGV nhá. Xem CGV Royal City, nhưng mà mình xem cái giờ gọi là 6:15 dân cơm thì chắc là người ta chưa đi xem. Có thể là thì... vì lúc mình ra nhá thì người ta vào đông hơn thật. Đúng không? Đúng không? Thì có thể là chắc là thật. Em nghĩ là vì hiệu ứng là nhiều chứ không phải vì hay. Và bảo phim này hay thì tôi xin phép nhà các bạn thì tôi không thể nói phim này hay được. Và tôi cũng không phải là một kiểu người chê phim thậm tệ nhá, hay là kiểu mà phải nhận tiền để khen phim, nhưng mà phim này khó mà hay lắm. Kể cả như cả Alien nhá, mà anh xem lại anh không xem, tại vì nó thường nó khá nó là hay. Nghĩa là nó là một sản phẩm được đóng gói tốt và cho mình trải nghiệm tốt, và mình xem lại mình cũng chả xem nhé. Đây cái sản phẩm này nó kiểu đến được cái mức xem lại ấy, nó phải gọi là tuyệt đỉnh rồi, cho nên là mình không thể đến đo như thế được. Thôi còn nói tiếp về cái phim này đi, vấn đề tiếp đi, lại chê tiếp đi. Màu phim à? Nó hơi ê thì đúng là không phải khen, em khen ban đêm, cảnh ban đêm mà trèo thuyền ở sông nước có sợ, ôi trông kinh cực các bạn. Xong rồi mấy khói, ê cảm giác ngoài đời nó cũng thế luôn đấy. Đúng rồi, cái đấy nó không phải làm quá. Và thực sự là cảnh đấy là có cảm giác sợ. Nhưng mà có đoạn vớt xác thằng cu thằng nam à, hay thằng Hiếu ấy. Và đấy sợ thật, cũng kinh. Nhở, xong rồi có một cái có thể khen là cái đoạn báo mộng ấy, nghĩa là nhá, bà kia là chuyên đi vớt xác đúng không, thì bà sẽ có cái căn vớt xác ấy, thì những người bị chết đuối thì sẽ về báo mộng cho bà đấy. Đúng. Và trong hình hài rất là ghê tởm, nghĩa là vì là họ bị chìm ở nước dâu ấy. Đúng. Nên là xác nó bắt đầu trương lên ấy, xong rồi xuất hiện, xong rồi ra ấy, cũng tốt. Cũng đấy thì hay. Nhân tiện là khen cái đấy thì tôi cũng khen luôn là hóa trang ở phim này khá đẹp, khá là sợ. Nhìn mặt cũng khá là ghê, cũng kinh. Cái này thì chắc là chê thì chỉ hoàn toàn là chê cái đoạn edit thôi. Chê edit màu và kịch bản. Không. Em không muốn chê kịch bản đâu. Em sợ mọi người sẽ nói là mình có hiểu gì đâu. Cái này dân miền Tây mới hiểu. Không, nghĩa là em không muốn. Nghĩa là không phải là chê cái câu chuyện ma da nhé. Câu chuyện ma da chắc chắn là rất sợ.
mà nếu mà anh đi miền Tây kiểu gì anh cũng sẽ nhớ. Bây giờ em ra sông nghe em kiểu gì mình cũng sợ. Nhưng mà nghĩa là với tư cách là một người xem phim, xem một bộ phim ấy thì mình kiểu thấy nó bị vấn đề, nó chả phải là một bộ phim ấy, nó là cái gì ấy. Em bực nhất vẫn là edit và hù dọa. Thôi em sẽ dùng từ là hù dọa rẻ tiền luôn. Hù dọa rẻ tiền và cái âm thanh nó sử dụng nó bị lạm dụng. Rất sử dụng âm thanh lớn rất nhiều. Đúng lúc đấy nó cho kiểu tờ cho anh gain khoảng 50 nhé. Đấy, đoạn đại sợ cho anh 50 đấy, kéo lên cho anh, kéo lên cho anh 50 xong rồi là... bù lại thì em sẽ khá khen về khoản hóa trang. Đúng. Hóa trang là đáng sợ, mặc dù mình không ở cái vùng sông nước nhá, nhưng mà cũng có sợ thật. Có sợ nghĩa là, nhưng mà cái sợ đấy nó sẽ bị giảm đi rất nhiều vì là họ thực hiện cái mạch truyện đấy nó rất là rời rạc. Câu chuyện nó cứ tự dưng tìm đến ông pháp sư nhá, ông pháp sư chưa hiểu là ông ấy mạnh như nào và chưa hiểu là ông ấy có tội tình gì, cái con ma da cái kiểu random bắt ấy. Thế mà câu chuyện đằng sau bộ phim đấy là như là bác Thành Lộc bị cắt rất nhiều cảnh. Nghĩa là bác ấy quay nhiều lắm. Bác quay mấy ngày cơ, xong rồi chỉ cho bác có 2 phút à. Đúng thì đúng là có khi là do edit. Do edit đúng không? Do edit biên tập đằng sau hậu kỳ. Hay là mình lại đổ tội cho Kiểm Duyệt không? Làm gì đến mức Kiểm Duyệt bị cắt hết, nhưng mà kiểu rồi ôi mình cái phim nó chém nhau bay đầu đục não rồi xuyên bụng nhau nó còn chả Kiểm Duyệt. Phim này có gì đâu mà Kiểm Duyệt, thì nói đi nói lại thì nó vẫn là edit. Edit xong rồi màu thì thể màu phim buổi sáng trông giống phim mắt biếc cơ, như phim mắt biếc gọi ạ. Tôi tưởng là ta xem Làng Đo ơi nhá, nghĩa là sau đoạn đầu nhá, xong cái đoạn mà đến lúc trước khi con bé nhặt được cái búp bê ấy, tao vẫn thấy phim này cũng kiểu tao vẫn tưởng là đang phim làng quê hiền hiền vui vui cơ. Đúng. Lúc đầu phim ban ngày thì đúng là vui thôi. Trông kiểu vui vui hiền hiền ấy. Thì chốt lại là quên, mày cần phải lên mạng đọc comment nhá. Đọc comment không? Đây, chúng tôi có một cái chuyên mục mới là chúng tôi sẽ lên mạng đọc comment của mọi người trên mạng xã hội thôi để bình luận về cái phim này. Đấy, để nghĩa đọc. Được rồi, giờ tôi sẽ lên mạng. Chúng tôi sẽ reaction những comment tôi đấy. Tôi sẽ check thử một vài những cái comment của khán giả nói gì về phim Maza. Để xem mọi người có giống bọn tôi không nhá, hay là mọi người sẽ chửi bọn tôi. Đây, cái bài đọc của chúng tôi là đọc trên page trên phim review đúng không? Chúng tôi đọc trên phim review, tại vì trên phim review nhiều comment lắm, 4.000 comment lận. 10.000 react, 4.000 comment. Em sẽ đọc comment của một bạn là Dương Trọng Nghĩa. Thì trước hết thì nói ở đây là chê phim review là chắc chắn là chê phim này. Và chê kiểu thật tệ luôn, kiểu chê phim review cho âm điểm. Không thể nào mà ngóc đầu lên được. Thì có một bạn tên là Dương Trọng Nghĩa và comment thế này: không hiểu tâm lý AD mạnh cỡ nào mà phim như vậy lại chê. Đó giờ mình cũng không đánh giá cao phim Việt, nhất là phim ma. Nhưng lần này ma ra thật sự hay, kịch bản không có chút nào thừa thãi. Xem chưa kịp hết sợ lại phải sợ tiếp chập 2, chập 3. Kể cả mấy anh đàn ông dắt bồ đi coi còn phải che mắt và rút giò lên ghế. Kết phim kết hợp với nhạc phim thật sự làm cả rạp trùng xuống vì xúc động sau hơn một tiếng sống trong sợ hãi. Ê nhưng mà thứ là đoạn trên xích định thì tao ok nhé. Đến đoạn cái câu cuối là kết phim nhạc phim hiện lên là mọi người khóc lụt giảm ấy. Để nếu mà các bạn đã đi xem nhá thì mình xin phép bạn Dương Trọng Nghĩa, nhưng mà cái quả kết phim khi mà mọi thứ kết thúc kiểu con chết rồi các thứ, xong rồi nhạc lên là ôi ơi mẹ thương con, tôi thật sự thà nhá, nó bật I don't wanna be too for you. Bật bye 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 lên, có khi tao vui hơn. Tôi thật sự là đoạn đấy tôi cười chứ không phải là tôi cảm động đâu. Tôi với em nghĩ thực sự khi nghe bài chúng tôi đã cười, là kiểu đang sợ sợ mama đúng không? Rất ghê, tự dưng cho quả nhạc miền Tây kiểu. Tôi không biết tôi còn láo không, nhưng mà đoạn đấy là không chỉ bọn tôi cười đâu, và những người đằng trước đằng sau tôi cũng có cười. Có cười, họ có cười nha, chứ không phải mình bọn tôi nha. Thế. Còn việc bạn này bảo là ma ra thật sự hay, kịch bản là không có tí nào thừa thãi. Xem chưa sợ lần 1 đã phải sợ lần 2, lần 3. Thế em nghĩ là thì cũng như sợ, nghe là tao cũng có sợ thật. Như bạn ấy đang comment về phim Conjuring hay Annabelle gì đấy. Chứ còn ma ra này có thật sự là như thế không nhỉ, Dương Trọng Nghĩa nhỉ? Anh đọc thử bạn khác cho nào. Đây, đọc của bạn nhé. Dương Đức Hưng này. Dương Đức Hưng: review quá đáng, phim làm gì đến nỗi. Tao xem hơn 40 phim trong năm nay, bao gồm tất cả phim ma. Tao thấy phim này jumpscare ok. Plot twist nằm ở chỗ bạn này bị điên rồi tưởng tượng ra. Make sense mà. Nhạc và nội dung cũng gây ám ảnh tâm lý. Post này âm điểm. Nhạc và nội dung có gây ám ảnh tâm lý nhá. Tức là có gây ám ảnh tâm lý, nhưng mà là cho đứa trẻ trong phim. Khả năng cao là bạn này quê miền Tây nên bạn ấy sẽ cảm thấy là sợ. Đúng. Em thử đọc một bạn tên là Trần Hải Đăng.
thì từ bạn này là có vẻ nick clone, nhưng mà kỳ lạ một cái là bạn ấy lại có fan cứng của chế phim review. Bạn ấy lại nói là phim này hay đấy chứ, thằng AD tính thượng đẳng chê phim Việt Nam ăn trong máu rồi. Khách quan thì phim này 8 trên 10. 8 thật nhưng mà 8 trên 100. 8... mình cũng không biết được các bạn. Thật sự là ngu xem phim của các bạn dễ dãi đến thế sao? Nghĩa là nếu mà bảo anh xem xong anh không nghĩ gì về nó ấy, thì... thì không anh... phải nhưng mà... thì cũng sợ. Em không muốn tỏ ra thượng đẳng đâu nhưng mà... nó cũng kiểu sợ. Mình cũng nên khắt khe một chút. Không phải khắt khe nhưng mà mình kiểu tâm lý xem phim bình thường thôi thì mình cũng thấy phim này cũng có nhiều bất cập mà. Còn nếu mọi người bảo là xem phim kinh dị sợ là được thì mình nghĩ là mọi người nên nghĩ lại ấy, tại vì trước khi nó là một cái nó là kinh dị nó phải là phim đã thì nó phải đáp ứng được những cái gì mà một bộ phim cần đã. Thôi tao xin trích lời em xin cây, ai sợ thì đi về, ai sợ đi về, nhưng phim này không sợ nên là mình ngồi xem đến từ đầu đến cuối chắc là phim này không sợ. Đúng, ở bên dưới thì quẩy mạnh lên thì đúng là những người dưới nước thì hiện nay là không quẩy được. Chó này mới thích đùa của đấy không? Không được kiểu đấy, không được kiểu đấy nhưng nha. Mà nhá, ta vẫn muốn là cố cứu một tí thì em vẫn có khen một phim này một vài điểm. Có sợ cái ma da, có sợ con ma da thật đúng không? Có màu đẹp, chẳng qua màu là ban đêm có đẹp. Chẳng có... qua là mình sẽ muốn biết về câu chuyện của nó hơn này, rồi là các tố nhân vật được rõ ràng hơn. Vì nhưng mà nhá, diễn xuất của cô Việt Hương ok nhá. Cũng được. Ok đúng không? Nghĩa là ra cái vẻ là tận ra được cái nét là thất thần ấy, rồi là kiểu cố gắng chịu đựng ấy, thất thần. Ui, cái cảnh bị điên cuối cũng được. Cảnh mà. Bị điên cũng ok, cũng mà okay. Nghĩa là khoảnh cảnh đấy mà. À với cả là phim này thì thỉnh thoảng có mấy cảnh mà quay POV ấy. Trông cũng sợ. Cũng được. Trông cũng có sợ. Nhưng mà điều em tiếc nhất ấy là cái câu chuyện của cái cô gái mà tự tử để xong rồi biến thành ma da ấy. Ừ đúng. Là cô ý không có gì ấy, chỉ đơn giản là chồng tao bỏ tao, thì tao với con tự tử. Mà con không phải là con thật. Cũng không con thật, là con bê. Thế là ok, tao tự tử đây và tao thành ma đây. Và từ giờ là tao sẽ kéo chân giết người. Và khi tao giết đến khi nào mà giết được người hợp mệnh với tao thì tao được đầu thai lại. Được, nó cũng chả nói đến việc đấy luôn. Nó cũng chả biết con ma có thật hay không. Thế chắc là câu chuyện kiểu đúng thật là họ cứ họ sẽ không. Nó bị mập mờ ấy. Họ làm kiểu Việt Nam à. Nhưng mà đến cuối nhá, em sẽ nghĩ ra chiều hướng này là không biết là con ma đấy có thật hay không. Có thể là con bé đấy chết vì chết đuối. Chết đuối thật ấy, chết đuối kiểu trượt chân, chết đuối là ma da là kiểu chuột rút đúng không? Thì đúng là ma da ở đây tượng trưng cho bệnh chuột rút. Đấy thì nghĩa là mọi người chết đuối thôi, chỉ đơn giản là chết đuối thôi. Nhưng mà mọi người sẽ đồn với nhau là có con ma da kéo chân đấy. Nhân vật của Việt Hương đi trong đầu là có ma da giết con tôi rồi. Xong rồi từ đó bị điên và bắt đầu kiểu đi truy tìm ma da, nhưng mà thực ra là ma da đâu có đâu. Nếu mà thôi nhá, không biết là các biên kịch của phim này có nghĩ thế thật không, nhưng mà nếu mà nghĩ thế thật nhá thì cũng khá được đấy. Nhưng mà nhớ phải nghĩ thế thật nhá thì mới được chứ còn. Nhưng mà tự mày nói xong tao thấy là cái mà khiến tao không dám chê rất nhiều ấy thì nó sợ ma thôi. Như là tại vì có thờ có thiêng có kiêng có lành ấy. Tại vì là không đúng thật là người nào sống ở vùng nào thì sẽ phải sợ quỷ thần ở phần đấy đúng không? Như mình thì phải sợ quỷ thần content, mình thì phải sợ chơi phim review. Mình sợ chơi phim review. Đấy, quỷ content. Ví dụ là ở vùng sông nước thì để người ta gọi là được bình an thôi thì người ta sẽ gọi là bày tỏ cái sự khiêm nhường với lại trời đất quỷ đúng thần rồi. thì cũng là một cái nét văn hóa nó khá hay và nó đúng. Là một cái nét đẹp đúng không? Thì nhưng mà cái phim này thì nó không phải là cái đấy. Thì quay lại câu chuyện của em, nếu mà biên kịch theo đúng cái ý mà em vừa nói thì cũng được, cũng hợp lý. Nhưng mà nếu mà không thì em thấy là cái câu chuyện của cái cô gái tự tử này chưa có gì. Chỉ đơn giản là cô ý tao thích thì tao giết người. Đúng. Ừ. Nó rất dở hơi và rất random đúng không? Đúng rồi. Nó cần nhiều hơn. Nghĩa là kiểu cũng chả, nghĩa là tự dưng nó cứ vứt cái con búp bê cho người khác, xong người khác mà bẻ đầu con búp bê đi thì nó đến nó giết. Em thực sự nghĩ là nếu mà biên kịch Việt Nam mà kiểu đầu tư hơn thì biên kịch có khi chả cần ấy, có khi họ chỉ cần mở lên họ xem một The Conjuring không? Một vài The Conjuring có được điểm cao đâu. The Conjuring cũng không hay lắm. Nhưng mà một vài phim kinh dị khác trên thế giới. Nhưng mà mình nói kiểu am hiểu ấy. Nhưng mà hay là thôi. Thế thì mình không am hiểu, không, nhưng mà mình nói trên cương vị khán giả thôi. Nhưng mình cũng nhận xem hơi bực. Rõ ràng là cương vị khán giả chỉ cần xem phim nhiều thì người ta cũng có thể hiểu được, chứ không phải là chuyên môn. Các bạn đừng nói chuyên môn điện ảnh ở đây. Các bạn chỉ cần xem phim nhiều thôi. Tôi nói thật là tôi là người xem phim khá nhiều đấy. Bởi vì cái nghề này là nghề phải xem phim. Thì cũng có thể hiểu được cái vấn đề đấy thôi. Chứ đừng bảo là hai thằng này có chuyên môn gì đâu mà cứ nói thế.
bọn tôi không biết làm phim, bọn tôi khẳng định luôn là bọn tôi không biết mà, làm phim. Mà anh em mình còn nói về chuyên môn đâu, anh em mình nói về nhận chẳng xét. Nói về chẳng nói gì về chuyên môn cả. Bọn tôi không biết làm phim, bọn tôi khẳng định luôn. Anh vui vẻ bọn tôi không biết làm phim. Bọn tôi nói thế 3 lần thôi. Thằng chốt đấy, nhưng bọn tôi vẫn sẽ nhận xét được. Chốt lại đi. Thôi chốt đi. Chốt lại. Thôi. Em không muốn kiểu triệt đường sống của các nhà làm phim Việt Nam ấy. Nhưng mà thôi, nếu mà làm cái phim này cứ làm những cái phim như thế này thì khó mà để mọi người ủng hộ lắm. Có thể là nó sẽ là một cái kiếm tiền nhanh đúng không? Kiểu đúng. Làm ra phát thì nó sẽ thu về một loạt tiền mà mình có đẩy tiền lên truyền thông các thứ chẳng hạn. Đúng rồi. Thì sẽ vẫn kiếm được về một ít tiền nhưng mà hiện tại là đang kiếm được. Nhưng mà như thế thì thôi, chắc nếu mà có người chọn xem, nghĩa là nếu mà thị trường có nhu cầu thì có khi người ta vẫn làm. Người ta vẫn làm thôi, nếu mà các bạn vẫn muốn đi xem những cái phim thế này thì thôi, như mình ấy, mình cũng không cản. Thì cái kênh The Reviewer làm recap thì cũng nhiều bị chửi nhiều mà. Mình cũng thực ra là đúng không? Nhưng mà cái thị trường vẫn có nhu cầu thì mình vẫn làm ấy, kiểu thế. Không, nghĩa là em sẽ không cấm những nhà làm phim làm những phim như thế này. Không phải là cấm. Mày cấm à? Mày làm gì cấm à? Mình làm gì có tuổi gì mà cấm đúng không? Ý là mình sẽ mong chờ làm những cái phim bùng nổ thôi. Đúng ai đấy. Cũng mong chờ. Ê nhưng mà nhá. Cái này thì nói ra mày nãy mày nói với tao đúng không? Xem phim này xong mới thấy là Trấn Thành biết làm phim. Đúng thật là Trấn Thành biết làm phim đấy Trấn các bạn ạ. Biết làm phim. Nghĩa là có thể cái nội ý nghĩa truyền đạt của Trấn Thành nó hơi lờ mao thôi, nhưng mà những cái khía cạnh khác trong phim mà Trấn Thành là ok. Mẹ, quay phim edit cái thứ, quay phim edit dựng cảnh mà nhá, cái phim hợp lý luôn. Cái phim Mai cũng có đoạn ma mà hay. Cái đoạn Mai đoạn Mai của phim này có sợ cái đoạn mà cái nhân vật của Phương Anh Đào rơi xuống nước. Đúng rồi, đây ôi, rơi xuống cái bể cá đúng ma rồi. Ôi đẹp sơ luôn chứ đó. Thì ý của tôi nói đây là thôi chung là cộng 50 triệu vì vừa khen Trấn Thành xong. Còn đấy vừa cái tính tinh đấy, vừa tinh Trấn Thành nhanh thật. Vừa tinh xong trở thành nhanh thế nhở. Thế thì trước khi kết thúc thì tôi nghĩ là mọi người lên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Bởi vì ma ra ấy tôi nghĩ là phải đến ma ra 6. Ừ, bảo ma ra CX nào các bạn ạ. CX 8 này ra đường tôi gặp thấy mấy con ma ra 6. Nhiều ma ra 3, 4, 5, 6. Không phải là vườn đây sông nước gọi là Cần Thơ mình có ma ra đâu nhá. Hà Nội nhiều ma ra. Nhiều ma ra. Và đó là nhưng mà nhá. Ở đây nữa, Maza họ dùng chân khá tốt. Vì sao? Maradona. Maradona. Tôi là vui vẻ. Tôi có biết một cái Maza mà thường xuyên là ngạc nhiên. Maza mà ngạc nhiên ấy. Là ấy. Maza. Ok. Và đó là review về Maza của The Reviewer. Các bạn có thể chửi chúng tôi hoặc là khen chúng tôi hoặc là đồng tình với chúng tôi, làm bất kỳ gì đó ở dưới comment. Và tôi là Nghĩa. Tôi là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok.